Rồi, hello cả nhà, này nay đưa cả nhà đi thưởng thức canh bún. Bún riêu cua. Bún riêu không? Bún riêu cua đúng không? Đây, thấy chị làm rất là hấp dẫn đấy cả nhà ơi. Rồi giờ kia sẽ gọi một tô và ngồi thưởng thức xem là có ngon hay không nhá. Thấy chị làm đây hấp dẫn, rất là nhiều món này. Có ốc, có riêu cua này, giò này, chả này. Rất là nhiều món, ok cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ xem chị làm thế nào nhá. Đây, xem cái nồi bún riêu của chị này. Đây mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị nhờ? 10 giờ tới 9 giờ rưỡi. À 10 giờ sáng mà tới 9 giờ rưỡi tối. Dạ. Ồ, bán cả ngày luôn ha. Ở đây là số bao nhiêu Hậu Giang chị? 121. 121 Hậu Giang đúng không? Dạ. Phường 516. 121 Hậu Giang, phường 516. Đây là cái biển này bị mất miếng rồi. Đây chị thấy phường 516 rồi. À đây đây 123 đây. 123A Hậu Giang, phường 516 nha cả nhà. Đây đẹp chị chụp bún này. Ở đây chị bán được lâu chưa? Lâu rồi. Mấy chục năm rồi. Mấy chục rồi. Mấy chục là mấy chục. Mới là 4 năm à. À mới 4 năm à. 4 năm mà chị à bán được đúng không? Bán... Nhưng mà giờ này thì nó chưa đâu, bán từ 4 giờ trở lên là bán được lắm. 4 giờ trở lên là nó đông đúng không? Dạ. Đâu em hết đi ai? 4 giờ là không có chỗ ngồi luôn á. 4 giờ là không có chỗ ngồi luôn. Đây là cái nồi nước lèo của chị hấp dẫn quá này. Nó thì giữ như bà, mình có lấy lần mấy năm chứ đâu có được. Đây là ốc này. Cái này là riêu cua gì? Dạ đúng rồi. Ủa riêu cua sao mới có màu hay kỳ kỳ ta? Cái này em bỏ hạt điều vô nữa. À bỏ hạt điều. Đúng rồi, bỏ hạt điều á. Dạ. Hạt điều vào nó có màu này hả? Dạ. Riêu cua là trứng rồi nói chung là nhiều. Riêu cua với thịt. Riêu cua thịt nữa. Dạ. Đây là rau muống này. Đây là hành này. Ngò gai chứ. Ngò gai này. Ngò gai. Ngò gai giá này, rau muống này. Chả này. Đây có giò này. Có giò, có thịt đầy đủ. Giò thịt đầy đủ. Đây ốc nè, cà hao luôn nè. Đổ vô luôn chị, đổ vô luôn. Cái màu này là mình màu nghệ đúng không chị? Màu gạch tôm. À màu gạch tôm, màu gạch tôm. Rồi ngồi đi anh chơi. Đây là bún này. Bún thì có hai loại bún, bún xoay to và bún xoay nhỏ này cả nhà. Ốc đây, ốc chị mới bỏ thêm cho nhiều quá. Đứng đây thấy thơm quá luôn á. Nghe nước lèo nó xông lên thơm quá trời luôn. Ở đây có bún riêu là bún gì đây chị? Bún riêu là bún nhỏ. À bún riêu bún ốc. Bún riêu là bún nhỏ. À, bún riêu là bún nhỏ, còn bún ở trên là bún... Canh bún là bún luộc. À, canh bún là bún to đây đúng không? Ăn với là bún luộc. À, lát nữa cho em canh bún đi. Rồi. Canh bún mà ăn với cái đó đi. Dạ. Rồi, ok, giờ mình làm luôn cho em đi. Dạ. Anh ăn móng hay em giờ? Cho em một cái móng với lại ốc. Cái này... Biết đầy đủ nha. Ok. Anh ăn canh bún.
Ok, cái đó làm rồi thì lấy cái kia đi. Không sao. Không sao hả? À? 13 không sao đó. Dạ. Bác được mà. Dạ. Đây, cả nhà có dịp ghé số 123A Hậu Giang, phường 5 quận. À, cái số này khác à? 121. À, 121 đúng không? 121, 123 gần nhau mà. Đúng rồi. 121 Hậu Giang nhá. Thưởng thức món bún riêu canh bún. Rồi, Kiên đói bụng rồi, Kiên lại kia ngồi cái ăn thôi. Ok, ra nhầm rồi chứ ạ. Ok, ok. Anh quay em ở trong. Ở trong cái gì? Đây, đây là cái tô bún riêu ở Kiên mà canh bún Kiên mới gọi đây, canh bún bún riêu đây. Mình gọi giò móng này. Cái này huyết ốc. Là rất là thơm, không biết con để Kiên thử xem ngon hay không nhé. Rồi bắt chanh rồi. Đây con nước me này. Cảm ơn anh. Rồi, ok, cảm ơn anh nhiều. Ok đấy, cả nhà thấy là hấp dẫn không? Đây có cái này là, cái này là cua ấy. À, bò. Cái này bò hả? À, bò. Chả bò đó. Này chả bò này cả nhà. Này huyết này. Này là đậu hũ này, thịt này, đây cái này là móng này, ốc nữa, có ốc đây này, ốc dưới này, đấy, tập cẩm luôn. Ok, mời cả nhà nhé. Đây, ở đây có cái menu đây cả nhà, menu bún riêu canh bún này, thịt tập cẩm, ốc thập cẩm 28, giò thập cẩm 28, đặc biệt 35. Rồi mời cả nhà nhé. Đây là riêu cua. Này không? Anh có thấy riêu cua không? Còn thấy trứng mà. Ốc. Canh bún ở đây á. Trên ăn thì thấy là cũng là bảo vệ sức khỏe. Cả nhà ăn không biết sao nữa. Nên thấy cũng được.
cũng ngon. Rồi đây Kiên mới vừa thưởng thức xong tô canh bún bún riêu này. Giờ lại đây quay cách chị làm cho cả nhà xem. Rồi, chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Nhà có dịp ghé bên này thưởng thức bún riêu này.